tất cả cô chú bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạp Xe Tải. Và ngày hôm nay thì lại mới về salon một chiếc Kia K3000, tải trọng 1,4 tấn và xe điều hòa lót sàn đầy đủ, điều hòa hãng của chú bác anh chị nhá, với mức giá chỉ rơi vào khoảng 225 triệu thôi. Xe vô cùng đẹp và lốp lát mới, đây cô chú bác có thể xem chi tiết này, tất cả lốp này đấy, đó, lốp trước lốp sau, tất cả lốp các bên của chú bác anh chị nhá, sắt xì nguyên vẹn, không có một vết chạm trổ và đâm đục nào cả. Đó, sắt xì rất đẹp. Ở đây thì các hàng linh bấm này, đây của chú bác anh chị, tất cả thành thùng ba vách rất đẹp. Đó, sàn sóng đây, tuy là K3 nhưng sàn sóng thì vô cùng đẹp. Một chiếc xe chở hàng, dường như chủ nhân trước chở hàng rất là nhẹ cho nên vẫn giữ được cái sàn sóng này, nó không bị võng xuống quá là nhiều và không bị võng xuống, không bị gãy, không bị xô dịch gì cả đây. Đó, đây, tất cả lốp láp rồi là thành thùng rồi là sàn, đây đã được lót sàn rồi. Cô chú bác thì chỉ việc kinh doanh thôi, làm ăn các thứ thôi. Bạt thì vẫn còn, bạt mới, chưa rách đụng gì cả. Đây, cả đã được lót rồi, thành thùng đẹp. Đó, cái xe vừa mới vào tới salon thì chưa có gì rửa, dọn rửa gì cả. Nó rất là thật xe, của chúng bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, rất là thật xe, chưa có ủ dầu, chưa có làm gì cả. Cho nên là cô chú bác có nhìn chân thật nhất rồi. Xe thì chưa có cán đụng, chưa có đâm va gì cả. Đấy, chưa có cán đụng, cột kèo keo chỉ cột vẫn còn nguyên, chưa có va chạm mạnh. Nếu mà va quẹt cái đời này thì nó cũng là chuyện thường thôi, nhưng quan trọng nhất là phần cột này nó không được đụng vào này. Cánh cửa thì có thể bị va, cánh cửa thì hoàn toàn có thể bị va, có thể chấp nhận được, nhưng cột là không được chạm vào. Cái phần cột và phần taxi của xe là phần mà dường như là xương sống của xe rồi. Pha đèn rất là sáng, nội thất đẹp. Thì đó là cái video clip mà về chiếc xe Kia K3000 đời 2012, 225 triệu. Đó, biển 14, thật máy móc đây. Đó, thì rất là cảm ơn các chú bác đang có nhu cầu về dòng xe như thế này, hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0975672888 và 0973950666. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc cô chú bác một ngày hạnh phúc vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và kinh doanh khởi nghiệp thành công, thuận buồm xuôi gió. Đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem hơn, cô chú bác anh chị nhé.